tại một thị trấn nhỏ ở Mỹ, bỗng xuất hiện một bức chắn khổng lồ, một con bò bị xẻ làm đôi. Người đàn ông vô cùng kinh hãi, anh ta bước lên và đưa tay sờ vào. Bàn tay anh ta dính bê bết máu. Lúc này bỗng trên trời xuất hiện một chiếc máy bay. Sau khi đâm sầm vào bức chắn đó, chiếc máy bay lập tức phát nổ. Những con chim bay ngay qua cũng gãy cổ mà chết. Lúc này đám người mới nhận ra rằng bọn họ đã bị nhốt trong một mái vòm bằng kính. Chúng ta mắc kẹt rồi. Lúc này một chiếc xe không hề hay biết sự việc đang tiến đến gần. Người đàn ông ra sức ngăn lại, nhưng lái xe muốn đâm thẳng qua để hỏi chuyện, nhưng đã bị bức chắn đẩy lại. Bọn họ không nghe được tiếng của đối phương, nên chỉ có thể viết chữ để giao tiếp. Bức chắn này dường như có sức mạnh thần kỳ nào đó. Sau khi nó xuất hiện, trong thị trấn không ngừng có người chết. Một người cảnh sát đến gần bức chắn, máy tạo nhịp tim của anh ta liền phát nổ. Và một người cảnh sát khác chỉ đứng ở bên đã bị viên đạn đẩy lại giết chết. Trong phút chốc, mọi người trong thị trấn lo sợ. Bọn họ nghĩ mọi cách để chạy trốn. Bọn họ thử xịt những chất hóa học lên bức chắn, muốn làm tan chảy nó, rồi thử tính toán góc độ của bức chắn để tìm ra đường biên giới của nó, nhưng chẳng hề có kết quả gì. Cũng may là lúc này người của bên quân đội đã đến. Bọn họ bắt đầu phun nước lên bức chắn để thử xem liệu chất lỏng có thể ngấm qua hay không. Nhưng chỉ thử một lát bọn họ liền bỏ đi. Mọi người bắt đầu thất vọng, phẫn nộ. Bọn họ tưởng rằng bên quân đội đã bỏ rơi họ, nhưng điều họ không ngờ là hôm sau phía bên quân đội đã sắp xếp một cuộc gặp mặt đặc biệt. Bọn họ dùng xe để đón những người thân của những người trong thị trấn, để họ gặp nhau thông qua bức chắn kia. Cả thị trấn nhỏ bỗng trở nên náo nhiệt. Tất cả mọi người đều tìm đến bên ranh giới của mái vòm. Bọn họ không thể nghe được tiếng của người thân, nên chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt. Hai người yêu nhau hôn nhau thắm thiết qua bức chắn. Bọn họ dùng bút giấy và iPad để biểu đạt nỗi nhớ nhung của mình. Thậm chí có người còn viết tên con gái lên tấm bảng để đến tìm con gái. Cho dù chưa từng gặp mặt, nhưng chỉ cần một ánh mắt, bọn họ đã có thể cảm nhận được nhau. Đoàn người đều vô cùng kích động đứng bên mái vòm, cầm những tấm bảng và làm những hình trái tim bằng tay, cùng cảm nhận niềm vui và hạnh phúc được gặp người thân. Tôi đã gần chục năm không nói chuyện với nó rồi, nhưng có một người quân nhân đã xuất ngũ đã cảm nhận được sự nguy hiểm đến gần. Thế là anh ta liền đi tìm một người phụ nữ biết đọc ngôn ngữ môi và đưa cô ấy đi hỏi thăm tin tức thông qua một người lính bên ngoài. Người lính kia nói với anh ta, quân đội ngày mai sẽ rời đi và sẽ không quay lại nữa, bởi vì chính phủ đã quyết định sẽ phóng tên lửa đạn đạo vào mái vòm. Bọn họ muốn cho nổ tung mái vòm kia vì không muốn khiến dân chúng hoảng loạn. Còn về sự sống chết của những người dân bên trong mái vòm, bọn họ không hề quan tâm. Ngày thăm thân hoàn toàn không phải là ngày đoàn viên, mà là ngày để bọn họ nói lời vĩnh biệt. Chàng cựu binh liền lập tức loan tin này cho mọi người. Sau đó liền đưa mọi người đến một căn hầm trú ẩn. Và thời gian phát nổ cũng sắp đến gần. Mọi người im lặng ngồi bên nhau, ôm chặt những người thân yêu của mình. Ai cũng không biết được ngày mai sẽ ra sao. Tên lửa phát nổ cách thị trấn nhỏ hơn 10 mét, nhưng đôi tình nhân bên trong chẳng hề hấn gì. Chàng thanh niên đưa tay lên sờ, anh ta phát hiện bức chắn vẫn còn đó. Vụ nổ chỉ gây ra một ít vết nứt nhỏ, nhưng bên ngoài bức chắn lúc này đã thành địa ngục trần gian. Những tài nguyên của thị trấn nhanh chóng khô cạn, thức ăn và nước uống đều cạn kiệt. Đoàn người định tổ chức nhau đến hồ lấy nước, nhưng nhìn những con cá chết trước mặt, đến tên ngốc cũng biết nguồn nước đã có vấn đề. Quả nhiên khi lấy nước về, châm lửa đốt ly nước liền bốc cháy. Đây đâu phải là nước, đây là chất đốt. Thấy tình hình có vẻ không ổn, mọi người liền lập tức điên cuồng xông vào các cửa hàng cướp đồ, thậm chí còn ra tay đánh nhau. Để ngăn cản bọn họ, cảnh sát thậm chí còn ném lựu đạn hơi cay, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Đám người càng ngày càng điên cuồng, cảnh sát đành chỉ còn cách rút súng ra. Nhưng khi nữ cảnh sát định nổ súng thì bầu trời bỗng đổ mưa. Trong phút chốc đám người như bừng tỉnh, bọn họ nhanh chóng đi lấy đồ hứng nước mưa. Lúc này anh chàng Joe phát hiện dường như chỉ có khu vực bên trong mái vòm đang mưa. Lẽ nào bên trong mái vòm đã hình thành một hệ thống khí hậu riêng biệt của nó? Anh chàng cảm thấy có điều bất thường và cảm thấy nhất định trong thị trấn có thứ gì đó đang điều khiển mái vòm này. Thế là Joe liền kéo theo cô bạn gái Nori cùng bản vẽ tính toán chi tiết về mái vòm, bắt đầu cuộc tìm kiếm. Quả nhiên hai người đã tìm được một cụ lá khô đáng nghi. Joe bước lên chạm vào đống lá lập tức như bị điện giật. Anh chàng khẳng định đây nhất định là một mái vòm nhỏ. Thế là hai người lập tức gạt đống lá khô ra, rồi dùng nước rửa đi đám đất bụi. Quả nhiên chiếc mái vòm quen thuộc hiện ra. Nhưng điều khác biệt đó là bên trong mái vòm nhỏ này còn có một quả trứng. Nhìn quả trứng quỷ dị, Joe liền bắt đầu nói chuyện với nó. Cậu muốn kêu nó tắt mái vòm kia đi, nhưng ánh mắt mà Nori đang nhìn cậu dường như đang nhìn một tên ngốc vậy. Thế là Joe liền dùng một cách khác. Cậu kéo tay của Nori cùng đặt lên mái vòm nhỏ. Không ngờ mẹ của Nori đã xuất hiện. Nori kinh hãi rút tay lại. Không ngờ cô vừa rút tay lại mẹ cô cũng biến mất luôn. Nori bỗng có một dự cảm không tốt. Cô vội vàng chạy về nhà. Mẹ, con về đây rồi. Không ngờ mẹ cô đã ốm nặng lắm rồi. Dường như mái vòm nhỏ đã cố tình nhắc Nori hãy về nhà để nói lời từ biệt với mẹ cô. Nori nghĩ rằng đằng sau mái vòm nhất định còn có bí mật lớn hơn nữa. Thế là cô liền chạy đến bên mái vòm nhỏ, rồi ra sức đập vào mái vòm nhỏ và hỏi nó rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng mái vòm nhỏ chẳng hề có phản ứng gì. Bỗng quả trứng đen bên trong mái vòm phát ra ánh sáng màu hồng. Không những thế, ngày hôm sau nó đã xuất hiện tại sân sau của nhà Joe để giải mã bí mật của quả trứng đen. Joe liền gọi thêm mấy người bạn cùng nhau đặt tay lên mái vòm nhỏ. Không ngờ đèn điện liền vụt tắt.
vô số những ngôi sao nhỏ màu hồng bắn ra từ quả trứng đen, rồi bay lơ lửng giữa không trung. Chiếc xe tải đâm vào mái vòm, lập tức nát bét. Người phụ nữ kinh hoàng nhấn phanh xe, muốn bước lên để xem cho rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng con gái cô ta đã lăn đùng ra ngất, miệng cô con gái còn không ngừng lẩm bẩm. Những ngôi sao màu hồng đang rơi xuống. Tối đó, lại có một cậu thanh niên khác ngất bên cạnh mái vòm, miệng cậu ta cũng không ngừng lẩm bẩm câu nói tương tự. Những ngôi sao màu hồng đang rơi xuống. Cô gái này tên Nori, còn chàng trai tên Joe, là hai người duy nhất trong thị trấn xuất hiện tình trạng này. Hai người liền bắt tay vào điều tra. Nhưng khi cả hai mới nắm lấy tay nhau, liền lại lập tức ngất đi. Những ngôi sao màu hồng đang rơi xuống. Người nhà lo sợ nên lập tức đưa họ đến bệnh viện và tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện. Nhưng bác sĩ lại nói hai người hoàn toàn khỏe mạnh. Joe và Nori không tin, quyết định thử lần nữa. Lần này, hai người còn quay video lại, chỉ thấy hai người quỳ trên đất, sau đó bán tín bán nghi giơ hai tay lên. Không ngờ khi hai người mới chạm tay nhau, liền lập tức ngất đi. Đợi khi họ tỉnh lại và kiểm tra video, mới phát hiện họ lại bắt đầu nói nhảm. Hơn nữa Joe còn làm động tác ra hiệu im lặng, dường như có một sức mạnh thần bí nào đó đang dựa vào họ để che giấu một bí mật nào đó. Hôm sau Joe liền tìm hai bộ đàm. Cậu phát hiện chỉ cần cậu và Nori đến gần, là từ trường tín hiệu sẽ bị thay đổi, khiến bộ đàm phát ra những tiếng ồn tạp âm. Đồng thời bọn họ còn có thể thay đổi những thói quen của sinh vật, ví dụ như thu hút vô số những con bướm đến, khiến chúng quanh quẩn bên mái vòm. Sau khi phát hiện ra điều này, Joe và Nori quyết định nghiên cứu mái vòm nhỏ mà họ phát hiện ra vài ngày trước đó. Nó vô duyên vô cớ xuất hiện trong sân sau nhà Joe, hơn nữa đã trở nên lớn hơn rồi. Bọn họ nhìn thấy bốn dấu tay trên mái vòm, thế là hai người liền kêu thêm hai người bạn khác cùng nhau đặt tay lên. Không ngờ quả trứng bỗng biến thành màu trắng và phát ra ánh sáng chói mắt. Sau đó mái vòm liền vỡ nát, bên trong là quả trứng màu đen cùng một con bướm đang vô cùng yếu ớt. Nhìn con bướm đáng thương, Nori liền đưa tay ra chạm vào, không ngờ đã đánh thức con bướm. Cùng lúc quả trứng cũng động đậy, nhìn thì có vẻ như nó sắp phát nổ. Mọi người lập tức bỏ chạy, tránh xa thứ này ra. Nhưng cô bạn Nori lại không sợ chết, liền cầm quả trứng lên. Không ngờ quả trứng đã ngừng rung lắc, con bướm kia cũng bắt đầu bay xung quanh cô bạn, dường như nó đang nhận chủ nhân của mình. Để giả mã bí mật của quả trứng, đoàn người lại đem nó về khu rừng đã phát hiện ra nó. Cầu xin ngươi, hãy nói cho chúng ta biết phải làm gì. Không ngờ Nori lại nhìn thấy người mẹ quá cố của mình. Nhưng sau khi nói chuyện, cô phát hiện người mẹ này là do người ngoài hành tinh biến thành. Người mẹ nói với cô, mái vòm này là do họ tạo ra, mục đích là để quan sát loài người. Nếu bọn họ muốn mở mái vòm thì nhất định phải bảo vệ quả trứng cho tốt. Cách tốt nhất là thả nó vào nước. Thế là cô bạn liền đi thuyền ra giữa hồ và ném quả trứng xuống. Không ngờ quả trứng dưới nước liền phát ra những ánh sáng màu hồng. Sau đó chúng liền từ từ bay lên, giống như những ngôi sao trên bầu trời. Cả thị trấn nhỏ đều bị cảnh tượng này thu hút. Bọn họ đồng loạt ngước nhìn, nhìn những ánh sáng màu hồng tập trung lại trên đỉnh mái vòm, cuối cùng chiếu sáng cả thị trấn. Nhưng mái vòm cũng vẫn chưa biến mất. Hiển nhiên là người ngoài hành tinh đã nói dối. Dưới mái vòm còn có nhiều bí mật hơn nữa. Nhưng rốt cuộc những bí mật đó là gì? Nhớ follow page của tôi để khám phá nhé.